Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những cái video ngắn về uh, phân tích về chuỗi uh, xu hướng của BTC trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới uh, thì uh, thực ra thì chúng ta có thể thấy được là trong quá trình uh, chúng ta phân tích thì bản chất là cái uh, kịch bản của Bitcoin nó vẫn đang đi theo sát và nó đang bám sát theo kịch bản của chúng ta hiện tại sau một cái đợt giá giảm rất là mạnh từ cái vùng uh, 44 uh, 44-40 về đến cái vùng À, 34, năm là cái vùng đáy thấp nhất Thì trong quá trình giá nó giảm từ trên này về dưới đây Thì à, mình đã cho anh em Côn anh em dần dần mua Chúng ta sẽ DCA từ vùng 35, 36 Cho đến 34 à, Và cho đến 30 Thì chúng ta đã tính toán đến trường hợp xấu nhất là gì Là giá nó có thể nó giảm sâu Về đến cái vùng 30 Thì chúng ta sẽ DCA dần à, Mình đã cho cô các bạn mua ở vùng 35, 36 à, Về đến vùng 34 Mình tiếp tục mình côn mua các bạn Và một phần nữa chúng ta dành cho phần ở vùng 30 để trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là giá nó quay trở lại nó test 30 thì chúng ta vẫn còn hàng để chúng ta DCA và chúng ta sẽ kỳ vọng cái vùng 30 là cái vùng giữ giá và có thể quay bật hồi trở lại lên những cái vùng test lại vùng bên trên này đó thì đấy kịch bản của chúng ta và hiện tại chúng ta về cơ bản là chúng ta kỳ vọng là cái vùng 34, 35 là cũng có thể là giữ được giá có thể nó hồi trở lại lên đây thì hiện tại nó đã có một số cái động thái một số cái uh, tín hiệu là mình thấy được là giá nó đã có thẳng nó sẽ hồi lại ở những vùng bên trên này đó thì À, đấy là cái bản của chúng ta đã đưa ra từ trước và hiện tại là thị trường đã sập rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy được là cái rủi ro nó luôn gần kề, cái rủi ro nó uh, luôn ở bên cạnh chúng ta trong cái thị trường tài chính bất kể thị trường tài chính nào, kể cả là chứng khoán hay là fx hay là bất kể, hàng hóa phát sinh chẳng hạn, hay là coi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải nghĩ đến rủi ro đầu tiên thì đấy là một số cá mà mình muốn gửi tới các bạn lên cân nhắc và cẩn thận trong mọi tình huống. Đấy, chúng ta thấy được là trong quá trình nó giảm từ trên này về đến dưới này thì chúng ta chia, chia biết bao nhiêu lần tài khoản rồi thì chúng ta phải nghĩ đến rủi ro đầu tiên đấy, chúng ta trong quá trình chúng ta đi lệnh trong quá trình chúng ta thực hiện mua bán thì cái việc là sai lầm không thể tránh khỏi rồi cái đấy là điều không thể tránh khỏi và khi quan trọng là gì à, giao dịch là xác suất không thì có sẽ có đúng có sai thế khi mà chúng ta sai thì hãy cắt lỗ khi mà chúng ta sai thì chúng ta tính toán điểm cắt lỗ và cắt lỗ làm sao thật nhanh và thật ít thôi nếu đúng thì chúng ta hãy cố gắng gồng thật là lời thật là nhiều còn nếu khi sai thì chúng ta có bước thật nhanh và chúng ta mất thật ít thôi thì đó là một số cái mẹo cũng như một số cái mà chúng có thể giúp mà mình tồn tại được cũng như là mình có lợi nhuận được trong cái thị trường này à, thì nếu các bạn thấy video hay với ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh ngoài. ngoài ra các bạn nhớ theo dõi vào telegram nhớ theo dõi vào group facebook thì có một số trường hợp đặc biệt mình không thể nào mình làm video mình không thể nào mình làm phát live stream cho anh em mình bình hướng cho anh em được thì mình sẽ đưa trực tiếp cái tín hiệu nhanh đấy trên kênh telegram và kênh facebook thì anh em nhớ theo dõi vào telegram để các bạn có thể nhận được cái tín hiệu sớm nhất từ mình. Ok thì sau đây chúng ta sẽ đi trực tiếp và phân tích xu hướng chính của btc trong cái thời gian sắp tới. Thì chúng ta có thể thấy được là trên cái biểu đồ nến tuần vừa rồi nó vừa kết thúc hôm nay thứ hai thì nó vừa đóng cửa nó tạo thành một cái cây nến tuần nó giảm khá là mạnh. À, nó quay trở lại, nó test cái vùng hỗ trợ à, không quá là mạnh ở trên cái không biểu đồ tuần đó chính là cái vùng 34, 35 à, 34, 35, 36 trong cái khoảng khoảng 35, nói chung vùng 35 Ở à, cái vùng 35 này thì bắt đầu giá nó có phản ứng và mình đã cho anh em Mình đã cho anh em mua ở đây, vùng 35, 36 một phát, à, về 34 một phát nữa Và còn để dành một phần tiền về vùng 30 Đó thì à, trên cái nến tuần vừa rồi đóng kết thúc là một cây nến rất là mạnh Thì nó thể hiện cái việc là bên bán chiếu như thế và có khả năng nó sẽ tiếp tục đưa thị trường đi xuống dưới à, vùng 30 nữa nhưng mà mình thấy được là trên cái khung 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 thời gian nhỏ mình thấy được là cái vùng ba tư ba năm cũng là một cái vùng giữ giá nó có thể à, giữ giá ở đây có thể làm cho giá nó quay trở lại hồi những bên, bên trên này bởi vì giá nó giảm một đà giảm, nó giảm nó dài đúng không thì sau đó có thể nó sẽ quay trở lại nó hồi trở lại nó test lại những bên, bên trên này và sau đó mới tiếp tục xu hướng của nó là xu chính là đang là giảm đó thì à, trên cái đến tuần nó vẫn thể hiện cho cái việc là bên bán chiếm ưu thế mạnh À, bên bán vẫn đang là cái thằng chiếm lĩnh thị trường và nó đang đè nén cái thằng mua nó là cái thằng áp đảo. đó thì đấy trên cái khung biểu đồ uh, tuần. còn trên cái khung biểu đồ ngày thì nó sẽ có một số cái tín hiệu của bên mua đang quay trở lại. thì chúng ta có thể thấy được là trên cái khung biểu đồ ngày thì cái cây nến đỏ ngày trước nó là một cây cây nến giảm, không quá là mạnh. Đấy, bắt đầu là trước đó là một cây nến D1 giảm dài mạnh. Tiếp theo đó là một cây nến D1 giảm nhưng mà nó lại cái lực nó rất là ngắn Tức là cái lực đã yếu ý rất là nhiều rồi, xong lại có dâu nến rút chân lên Ngày thứ hai tiếp theo xuất hiện là một cây nến mua xanh quay ngược trở lại đẩy giá đi lên Quay trở lại test vùng 3637 này Thì với mình thì với cái cây nến này xuất hiện thì mình thấy được là cái bên mua đang quay trở lại Và có khả năng sau một cái đà giảm dài từ trên này vùng dưới này thì nó sẽ có một cái nhịp hồ trở lại thôi Đấy là điều bình thường, đúng không? Giá vào đây giá nó giảm từ trên này về xuống đây À, nó giảm cái đoạn đi gần hơn 10.000 giá rồi Thì về đến đây thì cái vùng hỗ trợ 3435 là cái vùng hỗ trợ Trong cái khung biểu đồ uh, ngày và khung biểu đù, tuần Nó cũng là một hỗ trợ khá là ok Thì từ đây giá có thể nó sẽ bật hối lên trở lại đâu đó Với mình đang kỳ vọng thì trước đó mà Khi mà mình thấy về 3435, về 34, đáy 34 này Mình có cô anh em mua ở cái vùng 34 này Chia một phần con vùng 34 này Thì mình thấy được là có khả năng từ 34 nó sẽ bật hồi trở lại lên Thì cái target đầu tiên của mình nó là cái vùng 3637 Thì hiện tại nó đã về 3637 rồi thì cái cái target tiếp theo thì nó sẽ là ở vùng 38 tức là từ cái vùng này nó có thể hồi lên đến vùng 38 hoặc là xa hơn 38 một chút là uh, 39 chẳng hạn thì trong trong cái khoảng đấy thì thì nếu mình bật cái khung biểu đồ nhỏ thì anh em sẽ thấy được là cái vùng hỗ trợ kháng cự trên cái khung biểu đồ nhỏ đấy, thì trên cái biểu đồ ngày đấy mình đã thấy được là cái bên mua nó quay trở lại mặc dù không quá là mạnh mẽ nhưng chúng ta thấy được là cái mua nó quay trở lại và có khả năng giá nó sẽ đẩy lên nó hồi trở lại bên, bên trên này đấy, thì đấy là cái tín hiệu của cái nến ngày cái kiến ngày vừa đóng một cái nến xanh À, nó không quá là mạnh mẽ nhưng nó thể hiện cái việc là bên mua đã quay trở lại rồi và nó đang cố gắng giành giật lại với thằng thằng vòng bán rồi và hiện tại trong cái không thời gian nhỏ thì thằng mua nó vẫn đang đẩy thị trường đi lên đó thì đấy là tín hiệu của D1 còn sang cái tín hiệu của H4 thì chúng ta sẽ thấy được là à, trước đó là những cái tín hiệu nền H4 rất là xấu đúng không à, giá nó giảm này nó bắt đầu giá nó hồi lại này xong bắt đầu giảm tiếp này đấy, à, cấu trúc này, giảm rất là rõ ràng này à, cái đỉnh thấp hơn này xong bắt đầu là đây này nó về đến đây nhưng mà sau anh em phải thấy được là nó về đến đây nhưng sau đó nó nó không đẩy cho giá nó không phá sâu nữa mà nó lại hồi lên một cái H4 rất là xanh rất là, là dài như thế này thì với cái H4 như thế này chúng ta thấy được là bên mua đang quay trở lại mạnh mẽ và nó đang cố gắng đẩy thị trường đi lên à, thì với cái H4 này thì mình vẫn nghĩ kịch bản khả năng nó vẫn sẽ đẩy thị trường đi lên nữa nó đến nữa có thể là đẩy lên bên trên này cái vùng 3 37 38 này trong cái vùng trên này có thể nó quay trở lại đến nó test À, thì cái cái h 4 này nó nói lên cái việc là bên mua nó tiếp tục nó, nó trong cái thời gian ngắn hạn trong, trong cái khu thời gian ngắn thì bên mua nó vẫn đang đẩy thị trường đi lên nhưng mà chúng ta thấy được là cái việc mà giá nó cứ tăng giảm tăng giảm nhưng thấy được là cái bên mua nó không thực sự mạnh mẽ có thể cứu hồi này sẽ không không được sâu không không được xa đấy, và bản chất hiện tại thị trường nó đang đi sideways đi ngang trong cái vùng từ 34 cho đến cái vùng 3 37 này nó đang đi ngang nó đi quay trở lại test xong nó lại giảm xong lại tăng thì chúng ta thấy được đấy xong nó lên về đến cái vùng 33 36 37 này chúng ta biên bán quay trở lại bán lại đang xả ra một lửa cây này. Thì quan trọng nhất là chúng ta phải chờ đợi xem là cái cây H4 thì tiếp theo nó sẽ đóng cửa như thế nào. Cái H4 trước đó là một cây tăng rất là mạnh đấy, phun lực bắt đầu là áp đảo trở lại toàn bộ cái đà, đà giảm trước đó rồi sau bắt đầu quay trở lại tăng này. Đấy, thì với cái cây như này thì nó thấy được bên mua quay lại nhưng mà hiện tại giá nó đang ở về 3637 là cái vùng kháng cự rồi. Đó thì bắt đầu giá nó quay đầu trở lại giảm đi. Thì... Nếu cái cây phía cái H4 phía sau này nó tiếp tục là một cái cây nến giảm nó không quá mạnh mà nó chỉ giảm lửa chừng như này hoặc nó lại quay trở lại nó rút chân trở lại lên như này thì chứng tỏ được là cái thằng mua đang quay trở lại mà có thể đẩy thị trường đi lên đấy có thể đẩy thị đi, lên quay trở lại test vùng ba bảy ba tám rất là cao thì uh, chúng ta lên chờ đợi cái h 4 tiếp theo nó đóng như nào nếu mà nó lại giả lại phun nực thì chúng ta thấy được là bên bán lại chính như thế và có thể nó đẩy thị trường đi xuống còn nếu mà trường hợp cây nến này nó 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 giảm rất là ngắn nó tỷ từng từng này nó chỉ một nửa cây nến h 4 này thôi hoặc là cuối cùng nó giảm ở dưới này nhưng lại sau đó nó rút chân trở lại nó đóng ngược trở lại lên thì Uh, chứng tỏ bên mua đang chiếu thế thì chúng ta lên chờ đợi xem cái kh H4 phía sau nó sẽ đóng như thế nào. Nếu mà nó đóng nhỏ, tức là nó chỉ giảm nhỏ nhỏ dưới này, chúng ta cứ kỳ vọng tăng tiếp hoặc là nó rút chân trở lại, rút chân trở lại lên những cái vùng bên trên này thì chúng ta có thể kỳ vọng giá nó có thể quay trở lại ngôi 38. Còn nếu trường hợp mà nó đóng dưới bên này mà nó đóng phun lực nó giảm dưới đây. Nó đóng dưới vùng 3 34 năm này nó đóng dưới đây thì chúng ta thấy được là coi như là những cái thằng cái lỗ lực của thằng mua đã bị thằng bán nó nó đè lén nó đã uh, phủ nhận nó đã áp đảo lại hết hoàn toàn rồi thì đấy là trên cái khung biểu đồ H4 mà chúng thấy được là hiện tại giá nó vẫn đang đi ngang trong cái vùng này thôi từ uh, 34 này cho đến cái vùng 36, 37 này giá hiện tại nó vẫn đang đi ngang xoay quay trong đây thì chúng ta mới thấy như thế thì nhưng mà mình thấy thì đương nhiên là với mình thì uh, trên cái D1 này này uh, trên cái Stotatic nó đã vào cái vùng đây Stotatic nó đã vào vùng uh, quá bán và bắt đầu nó đang có tín hiệu nó đang cắt lên cái đường xanh này à, cái đường này này, đường cao này nó đang cắt lên cái đường màu đỏ này, đường tín hiệu này thì Ờ, với mình thì nó vào vùng có bán thì cái trên cái biểu đồ ngày nó vào vùng này thì có khả năng giá nó sẽ có cái nhợt nó hồi lên bên trên này có thể là không sâu không xa nhưng mà nó có thể quay trở lại test đồng hồ 37 38 là khả năng rất là cao thì đấy là cái 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 tín hiệu của cái tích trên cái biểu đồ D1 còn trên biểu đồ H4 này chúng ta vẫn phải chờ đợi thời gian xem là nó sẽ đóng nến như nào rồi nó có phá vùng này không thì chúng ta mới kỳ vọng vùng trên cao tiếp được về những cái vùng bên trên này đã kỳ vọng của chúng ta hiện tại sắp tới xem là nó có về được 37 38 không và nếu mà nó về được nên là phản ứng có thể nó quay đầu trở lại thì chúng ta tiếp tục chúng ta thoát ra à, thì trên uh, tình hình trước mắt thì chúng ta vẫn cứ chờ đợi và chúng ta sẽ chờ đợi đến kịch bản trường hợp xấu nhất chúng ta vẫn phải luôn nghĩ đến kịch bản xấu nhất là nó có thể về đến 30 chúng ta hãy nhớ kịch bản là chúng nó có thể nó sẽ về đến 30 và xu hướng đang rất là xấu Đấy, uh, giá đã hồi lại nhưng mà chưa hồi thực sự mạnh thì uh, cái trường hợp có khả năng về đến 30 nó vẫn còn cửa và chúng ta phải thấy được là về 30 thì có khả năng nó về 30 xong bắt đầu nó mới bật hồi trở lại thì chúng ta vẫn phải tính toán đến rủi ro nhiều nhất có thể cái kịch bản xấu nhất đó là quay trở lại 30 mươi thì cái xu hướng đã xu hướng thì trong hai xu hướng thì bản chất thì anh em vẫn thấy được là nó vẫn sẽ đi ngang vùng này đấy, chúng ta hiện tại hiện tại cái xu hướng là đang đi ngang đấy, nhưng mình kỳ vọng bản thân mình kỳ vọng thì nó vẫn có nhịp tăng lên về 37, 38 bảy thì đấy là cái kỳ vọng của mình còn xem thực tế để xem giá nó chạy như nào và cái h 4 quan trọng nhất cái h 4 nó, nó đóng như nào 11 giờ đóng cửa thì xem nó đóng như nào thì chúng ta sẽ quyết định tiếp đó thì uh, trên đây là một số cái nhận định của mình về BTC trong cái thời gian sắp tới thì em có thấy được vừa rồi là cái đợt giảm dài rất là mạnh, rất là kinh khủng của BTC đúng không? Không ai nghĩ đến kịch bản là BTC nó có thể về đến 34 35, thậm chí có thể về 30. À, khi mà nhắc đến vấn đề là nó sập về 30 thì đa phần mọi người đều đều nói đến câu chuyện là gì là cá mập cá voi nó không làm như thế đâu, cá mập cá voi làm sao nó có thể nó mua ở 40 làm sao có thể nó xả về đến 34 3 năm hoặc là ở vùng 30 được đúng không? Thì đấy là cái bài học của chúng ta nhận định Có rất nhiều anh em chửi mình từ những cái video phía trên Khi mà mình đã nhận định đỉnh là vùng 8, 6, 8, 6, 9 ga Và có có khả năng nó sẽ là một cái đợt giảm dài của 2021 Hoặc có thể là cả một cái đợt giảm dài của 2022 nữa Và 6, 8, 6, 9 ga là cái đỉnh cao nhất của trong năm 2022 Thì uh, có rất nhiều anh em quay ra chửi mình Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy nhận định được là gì uh, Câu chuyện đúng sai nó không quan trọng đấy, Đúng hay sai hay là ai phân tích nào quan trọng Vấn đề ở đây là bản chất là các bạn phải hiểu được là tài khoản của các bạn hiện tại đang chia bao nhiêu lần rồi. Nếu như mà chúng ta không nghĩ đến rủi ro, nếu như chúng ta chỉ nghĩ về đến màu hồng mà chúng ta không nghĩ đến màu đen. Trong thị trường tài chính chúng ta phải nghĩ đến rủi ro đầu tiên. Rủi ro là cái thứ rất là quan trọng chúng ta phải tính toán. Mà chúng ta chỉ nghĩ đến màu hồng, chúng ta không nghĩ chúng tôi tất cả nghĩ ăn đâu, chúng ta chỉ nghĩ được thôi. Nhưng chúng ta lại không nghĩ cái với mất. Cho nó là xác suất có được ăn thì cũng sẽ có mất thôi, đúng không? thì chúng ta chỉ nghĩ đến đến cái phần cái cái phần màu hồng và màu đen chúng ta không tính toán tới thì cái rủi ro chúng ta tính toán tới thì đây là cái giá mà chúng ta phải trả đây là cái giá mà chúng ta không mở mang cái đầu óc không chúng ta không chịu tiếp nhận những cái ý kiến khác à, không thì thì đấy là một số cái nó cũng cũng khá là nguy hiểm cũng khá là là rủi ro khi mà giá bây giờ nó đã về đến test lại vùng ba tư năm thì từ những cái vùng trên đỉnh về đến đây thì chúng ta đã chia tài khoản khá là nhiều lần rồi có thể là hai lần ba lần thậm chí là bốn năm lần Đó, thì À, đấy là một số thứ chúng ta phải nhìn nhận lại thì à, à, bây giờ thì đa phần các anh em khác các đội nhóm khác đa phần đều nói đến cái việc là gì là à, giá nó đao à, trên giá nó giảm rồi à, giá nó à, có thể là giảm trong năm 2022 nghìn thì à, nó cũng, cơ bản nó cũng đã muộn rồi thực ra à, để đến bây giờ mà biết đến đao trên để bây giờ mà xác nhận ra đao trên thì từ trên bên dưới bên trên chúng ta đủ đỉnh từ 68, 69 k mà về đến đây thì chia tài khoản rồi thì Vị thế của chúng ta cơ bản bây giờ thì chắc là cũng chỉ có thể mà ôm thôi, chứ không thể cắt được. Đúng không? Thì vấn đề bây giờ là nhìn nhận ra dao Dow chen để làm gì. Nó cũng đương nhiên nó vẫn có sẽ còn hiệu quả, đương nhiên nó vẫn sẽ cố hồi lên để chúng ta thoát nhưng mà chúng ta phải được là chúng ta sẽ lỗ rất là nhiều lần. Chúng ta chia rất nhiều lần tài khoản thì cái đấy thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại. Đấy, thế nên là sau một đợt tăng giảm tăng rất là mạnh, rất là dài đến tận gần năm rưỡi đến 2 năm rồi. Nó về đến vùng 69 k và nó test lại vùng 65k mấy lần là không phá được mà đầu quay đầu thì cái tỷ lệ nó nó, nó tức là tỷ lệ nó giảm một cái chu kỳ giảm tức là một cái xu hướng giảm nó quay trở lại test những cái vùng dưới bên dưới à, nó rất là cao thì đấy là một số cái mà các bạn cũng phải cân nhắc và nhìn lại à, nói chung là hâu thì cũng được nhưng mà không phải lúc nào cũng hâu có những thời điểm nó bắt đầu vào một cái xu hướng giảm thì chúng ta phải cân nhắc và và, và tương đối phải thoát ra thôi khi nào quay thị trường quay trở lại áp trên chẳng lại hoặc là một cái chu kỳ tăng bắt đầu thì chúng ta lúc đấy chúng ta bắt đầu mới hâu chúng ta nắm giữ dài hạn hoặc là gần cuối của cái chu kỳ giảm nó giảm mãi mãi nó giảm giảm nhiều quá rồi một thời gian tích lũy rất là lâu rồi thì chúng ta bắt đầu đi mua dần vào đấy thì đấy là cái cách mà à, mà chúng ta hâu chúng ta bắt đầu là chúng ta mới bắt đầu chu kỳ của hâu đến khi nào mà gần đao chen đến khi nào mà thị trường nó quay đầu giảm giảm dần rồi thì bắt đầu là chúng ta cắt out ra thôi chứ còn không phải hô đơ cứ, 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 bất kể lúc nào thị trường cũng nhảy vào hâu đâu tiêu ra một cái xu hướng giảm trong một cái chu kỳ chúng ta nhận định là có khả năng nó sẽ giảm dài thì chúng ta phải cắt đao ra chúng bên ngoài chúng ta chờ đợi cái vùng giá tốt hơn để chúng ta mua chúng ta nắm giữ đó thì đấy là cái phân tích của mình với xe và cũng như một số cái uh, tư duy tư uh, duy tư duy của các bạn là cũng phải lên xem lại cân nhắc giữa hâu và chơi thì thực ra là vì thế bây giờ ai đang chơi ai đang nắm giữ hàng đang lỗ thì cứ cứ giữ thôi uh, còn ai đang giao dịch ai đang chơi thì có cơ hội để mà mình quyết định tài khoản của mình thì các bạn cứ lên action lên uh, tính toán làm sao cho hợp lý để quản lý rủi ro còn đấy là phân tích của mình về thị trường btc à, ngoài ra thì mình sẽ nói một chút qua về thị trường an thì như các bạn có thể thấy được là à, đợt vừa rồi an đã giảm rất là dã man rất là mạnh chúng ta thấy được là btc nó sập rất là mạnh và an cũng sập mạnh theo như thế thì à, chúng ta thấy thực tế là chúng ta đang bị lỗ kép mà đã lỗ kép thì chúng ta sẽ âm tài khoản rất là nhiều rất là nhanh đấy, btc btc trên usdt sập giảm rất là mạnh Xong khi đấy kết hợp với việc là an trên btc cũng giảm mạnh Đấy, thì chúng ta sẽ bị lỗ kép và như thế khi mà chúng ta bị lỗ kép thì chúng ta sẽ chia đôi tài khoản rất là nhanh và em có thấy được là trên cái biểu đồ BTC Dome nó BTC Dome nó đang quay trở lại đang tăng rất là mạnh thì chúng ta thấy được là an đang bị hút máu rất là dã man nếu mà ai trải qua vừa rồi ai mà không cắt lỗ ở những cái vùng bên trên ai mà không cắt hao ra DT ở những cái vùng bên trên thì dính cả quả mà BTC nó sập về đến cái vùng 34 năm này thì chắc chắn là các bạn đã phải trả giá rất là nhiều Đấy, an coi hút máu rất là mạnh BTC sập đã mạnh và Ancoin sập cũng mạnh không kém. An à, trên BTC cũng sập rất là mạnh. Đó thì uh, cái thị trường Ancoin đấy là lý do tại sao mà uh, trong nhóm rồi trong kênh gì cái thời gian gần một tháng trở lại đây mình tuyệt đối mình hầu như mình không đả động gì đến các kèo Ancoin. Mình chỉ tập trung vào phân tích BTC và mình không cho các kèo Ancoin. Đấy là lý do tại sao mình vẫn ngồi ngoài và mình vẫn đứng im không làm gì cả. Thì cũng có rất nhiều anh em vào nhóm cũng có nhiều hỏi là thế tại sao anh lại không cho kèo, tại sao anh không cho nhóm mà rất nhiều người thoát ra khỏi nhóm bởi vì là không thấy uh, tín hiệu, không thấy cho kèo ăn coi mà suốt ngày chỉ phân tích về BTC thôi thì đến bây giờ các bạn sẽ hiểu được lý do tại sao mình đứng ngoài trong cái thời gian vừa rồi mình không hầu như mình không đả động gì đến câu chuyện chơi ăn coi cả mình chỉ tập trung vào phân tích BTC và mình uh, ăn các con sóng của BTC và tập trung vào việc là ngồi ra ngoài ngồi giữ USDT để chờ những cú sập thì đấy đây đấy chính là lý do đấy, cái cú sập vừa rồi đã làm cho anh em mất rất nhiều tiền nhất là anh em nào đang ở trong ăn coi thì cái đợt vừa rồi mình chỉ ngồi im và hầu như mình không đả động gì đến câu chuyện chơi ăn coi thì các bạn phải hiểu được đấy là lý do tại sao mình đứng bên ngoài mình không cho các kèo ăn coi và mình khuyên anh em là hiện tại xuống btc nó khả năng nó còn giảm nữa nên là việc chơi ăn coi rất là rủi ro anh em không lên không lên nhỏ thị trường ăn coi chơi nước ngoài nó khá là nguy hiểm thì đây là lý do và cũng rõ rất nhất thì nhiều anh em thoát ra bởi vì thắc mắc là ừ, sao không cho kẻo ăn cỏ thì đây chính là lý do này, này. À, thì những em nào mà cứ cố gắng chơi cũng cố gắng kiếm tiền mọi lúc mọi nơi thì chắc chắn là hát vừa rồi cũng đã phải trả giá rồi đó đấy các bạn đã thấy được cái sức mạnh của cái việc là ngồi im thấy được sức mạnh của việc là trả làm gì cả chúng ta cứ ngồi im ở USDT chúng ta ngồi im ở câu chuyện là chúng ta ngồi ngoài và chúng ta không chơi ăn coi thì các bạn sẽ thấy được sức mạnh của nó và cái độ hiệu quả như thế nào Đấy, bây giờ các bạn thích các bạn có thể nhảy vào các bạn bắt lại được cái giá rất là rẻ thôi âm toàn ba bốn thậm chí có con âm 50 phần thì bây giờ nhảy vào bắt thì được cái giá rất là ngon lành rồi đúng không thì đấy là cái câu chuyện mà mình lý do tại sao thì mình sẽ chờ đợi trong cái thời gian sắp tới thì nó sẽ có khả năng có BTC có thể là về 30 hoặc có thể về 34 35 xong bắt đầu nó hồi quay trở lại thì Ancoin nó cũng sẽ hồi theo thêm như thế thì mình sẽ chờ đợi thời gian đấy để mình chơi an thì thời điểm này sắp tới có khả năng sẽ là một cái thời điểm của Ancoin thì các con sóng ở an coi thì khả năng sắp tới thì mình sẽ cho rất nhiều kèo Ancoin ở trên kênh trên kênh YouTube cũng như Telegram thì các bạn nhớ theo dõi kênh nhé. Mà mình sẽ cho thì cho nên thì đây sẽ là thời điểm mà à, khi mà BTC đông nó nó quay đầu trở lại, tiếp tục nó giảm trở lại thì à, mình sẽ cho các kèo ăn coi thì anh anh em chú ý nhớ theo dõi vào kênh Telegram và cả kênh Facebook của mình nữa. Thì các bạn nhớ vào đấy để nhận được những cái thông tin sớm nhất à, và trên đây cũng là một số lý do tại sao mình nói cho các bạn tại sao mình lại ngủ im mà không chơi ăn coi trong cái thời gian vừa rồi. À, thì uh, quay lại với lại cái uh, xu hướng và phân tích của của cái uh, thị trường an coi thì chúng ta thấy được đấy. Uh, BTC đô hiện tại đang tăng rất là mạnh từ vùng 3 39% nó quay trở lại nó tăng đến 42,5% thì chúng ta thấy được là uh, cái tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin nó đang đang quay trở lại đang chiếm tỷ trọng rất là lớn thì đồng nghĩa với việc là cái uh, phần trăm vốn hóa của thị trường an coi đang bé lại. Khi mà uh, BTC sập mà khi B mà BTC sập, BTC đôm lại tăng thì chứng tỏ cái việc là Ancoi đang bị giảm rất là mạnh, Ancoi đang bị giảm và đang bị hút máu rất là dã man. À, thì đấy là cái biểu đồ của BTC đôm. thì chúng ta thấy được là hiện tại trong cái uh, thời điểm mà một hai ngày nay gần một hai ngày đây sau bắt đầu nó 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 giảm, nó nó tức là BTC đôm nó tăng mạnh, thì uh, an coi bị hút máu mạnh thì bắt đầu nó quay trở lại nó trả lại một chút xong bắt đầu hôm nay nó lại quay trở lại hồi lên rồi chứng tỏ an coi lại đang dùng dịch lại đang bị hút máu trở lại đúng không thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm với thị trường an coi uh, có có khả năng đâu đó khoảng tầm trong một vài ngày hoặc một vài tuần nữa thì uh, an coi nó mới thực sự nó quay trở lại rồi thì chúng ta vẫn cần thêm thời gian hiện tại chúng ta nên tập trung vào chơi btc à, thực ra một số bạn nào mà có thể thích có thể uh, Ấy thì cũng có thể chơi một ít an coi bắt đáy cũng được nhưng mà mình khuyên các bạn là nên tập trung vào nhảy vào vào btc khi mà btc ổn định mà khi mà btc nó tăng trở lại mạnh thì chúng ta sẽ thấy btc tăng mạnh rồi bắt đầu là btc nó bắt đầu là xu hướng đi ngang à, thì bắt đầu chúng ta sẽ nhảy từ bcc chúng ta chơi sang an coi thì đấy là cách hay nhất và cách toàn vẹn nhất khi mà chúng ta muốn ăn được là cái nhiều lãi nhất chứ còn nếu mà kể cả, cả bây giờ btc nó tăng mạnh bây giờ nó quay trở lại nó bây giờ nó từ ba năm ba tư ba năm nó quay trở lại nó tăng mạnh lại test lại 40 mà đi nữa lại 45.000 giá thì an trên BTC cũng sẽ bị hút máu à, thì đấy có rất nhiều cá mà chúng ta phải cân nhắc và phải phảiắmm đo thì uh, trước đây là cái uh, xu hướng cũng như là cái uh, phân tích của mình về thị trường an coi à, thì uh, anh em uh, cũng nên cân nhắc và tính toán cho cẩn thận trong cái thời điểm này nó cũng đang nhá nhem mà cũng chưa biết là nó nó liệu có hồi lên được xa không và cái câu chuyện là cái cái xu hướng giảm nó có diễn biến tiếp tục về 30k hay không thì Ờ, chúng ta cũng chưa thể chắc chắn được Nên là à, tóm gọn lại là chúng ta vẫn phải Mình đã cho anh em mua ở 34 à, Mua giá 3, 4, à, ở giá 34 Ở giá 35, 36, 22 vần chúng ta đe xe rồi Thì chúng ta vẫn phải nghĩ tới kịch bản xấu nhất có thể ra của thị trường là Nó sẽ về 30k Để chúng ta dự trù cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra à, Nếu mà trường hợp xấu nhất xảy ra Thì chúng ta vẫn còn cái cách để chúng ta xoay sở à, Thì đấy là mình mình muốn gửi cho các bạn với cái, cái câu chuyện quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải để đến kịch bản nó giảm về 30k đó thì uh, trên đây là một số cái phân tích một cái nhận định của mình cả về thị trường BTC và thị trường ăn coi thì anh em có thể uh, tham khảo Đấy, và cân nhắc đó thì uh, sau đây thì uh, xin chào và hẹn lại các bạn ở những cái video tiếp theo uh, nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để nhận được cái thông báo sớm nhất từ cái video mà mình sẽ xuất bản thứ hai là các bạn nhớ join uh, vào telegram và kênh Facebook của mình uh, có những cái tín hiệu nào sớm có những tín hiệu nào mà nó uh, nhanh thì mình chỉ có thể đưa trên kênh Telegram thôi. Thì anh em nhớ rồi vào đấy. Đó, ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn.